Thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp đã đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để tạo được lực hút, các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp cần có những giải pháp hiệu quả hơn trong giai đoạn tới. Sản xuất nhiều năm qua, nhưng đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa thể cho xe tải trọng lớn vào cụm công nghiệp Bắc An Gia, Quảng Điền do một số tuyến mặt đường chưa được thảm nhựa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân đến nay cụm công nghiệp này mới chỉ có vài nhà đầu tư để mắc. Cơ sở sản xuất cũng 4-5 năm rồi, nhưng mà bên phía ủy ban huyện cũng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp làm ở khu công nghiệp từ điện, nước, thông tin liên lạc, nhưng mà còn một số con đường vô doanh nghiệp nói chung là nó chưa được là đảm bảo để cho cơ sở đưa vận chuyển hàng hóa vô tại tầng cơ sở để làm, cho nên có hơi khó khăn. Và về phía doanh nghiệp cũng mong các cơ quan cấp trên giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp để phát triển càng ngày càng mạnh hơn. Hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng là nguyên nhân khiến nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp chưa mặn mà chuyển đến cụm công nghiệp. Huyện Quảng Điền là một ví dụ. Cụm công nghiệp Bắc An Gia được thành lập trên địa bàn huyện với quy mô 25 hectare nhằm phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như cơ khí chế tạo, sản xuất và sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, sản xuất hàng mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ xuất khẩu, công nghiệp chế biến, xay xát, may mặc, thêu. Cụm công nghiệp Bắc An Gia hiện có 14 cơ sở đã thuê đất, xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt động. Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp bình quân khoảng 3 tỷ đồng một năm. Dù đã rất nỗ lực, nhưng đến nay, một số hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư không mặn mà vào cụm công nghiệp do cơ sở hạ tầng yếu và thiếu, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp Bắc Gia tại thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền là được hình thành năm 2014, và đến nay là có khoảng 14 cơ sở là đã đi dời vào cụm và đã hoạt động là tương đối ổn định. Và để hình thành cụm này thì huyện là đã đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu, ví dụ điện, đường giao thông, thoát nước, vân vân, và đã di dời các cái cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở trong dân cư là vào cụm. Tuy nhiên hiện nay là cái quy mô của cụm là rất là nhỏ. Theo quy hoạch là diện tích cụm công nghiệp An Gia là quy hoạch là 16,5 hectare. Tuy nhiên là hiện nay là chỉ mới đầu tư là 2,2 hectare. Còn lại cái phần diện tích còn lại là hiện trạng đang là đất nghĩa địa, chưa có kinh phí để giải phóng mặt bằng. Là cụm công nghiệp duy nhất nằm trên địa bàn thành phố Huế. Năm 2021, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp thành phố Huế đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào cụm công nghiệp An Hòa, trong đó ưu tiên các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường buộc phải di chuyển đến cụm công nghiệp và cả doanh nghiệp khởi nghiệp. Theo chủ trương chung, công ty cổ phần PPT Home về nơi an cư mới ở cụm công nghiệp khoảng 10 năm qua. Trước đây thì cơ sở sản xuất ở trong khu vực Ngựa Thành, nhưng mà cảm thấy là ô nhiễm môi trường rồi là ảnh hưởng với những hộ dân xung quanh, cho nên được sự quan tâm của thành phố và khu công nghiệp, cơ sở đã chuyển ra tại các dự án nhà xưởng và được thành phố xây dựng. Khi đã ra đây thì công tác sản xuất rất ổn định và giảm thiểu tối đa cái nguy hại tới môi trường. Công ty cổ phần Gia Giày Huế cũng chuyển toàn bộ nhà xưởng ra cụm công nghiệp An Hòa từ năm 2010. Tuy nhiên, hạ tầng ngoài hàng rào chưa đồng bộ khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Cái cụm công nghiệp An Hòa này thì nói chung là đường xá thuận tiện cho việc công nhân đi làm và xe tải ra vào thường xuyên. Tuy nhiên, ở cụm công nghiệp này thì cái mặt bằng hạ tầng đường xá thì được nhưng mà chưa có vỉa hè, nên vì vậy hai bên đường thì vỉa hè không có nên cỏ mọc, và có một số nơi họ còn xả rác ra những cái bãi cỏ đó, vì vậy là chưa được khang quang sạch sẽ cho lắm. Cụm công nghiệp An Hòa được quy hoạch 45 hectare, đang thực hiện điều chỉnh khoanh vùng lên 48 hectare.
Đến nay, diện tích lấp đầy tại cụm công nghiệp là 33 hectare với 36 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với 43 dự án. Do đó, ngoài đầu tư hoàn thiện hạ tầng, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp thành phố Huế tiếp tục khảo gỡ các kiến nghị vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho các cơ sở, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Trong thời gian vừa qua thì cũng đã đầu tư hạ tầng là 32, thì mục tiêu của Cụm Công nghiệp An Hòa là để phát triển các cái loại hình công nghiệp, chủ yếu là các cái loại hình công nghiệp vừa và nhỏ và di dời các cái cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong nội đô thành phố ra đây. Thế đối với diện tích mà đã đầu tư thì hiện tại có 43 dự án và 36 đơn vị hoạt động ở tại đây. Thì trong tất cả các cái dự án mà di dời ra đây thì đa phần là còn gần 70% là các cái dự án đã được di dời về đây, là chủ yếu là các cái cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường mà di dời ra trước đây. Trong đó có 10 gian nhà xưởng xây để cho thuê. Thì tất cả 10 gian nhà xưởng này á là đều là thực hiện bố trí cho các cái cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư di dời về đây. Trong thời gian tới thì diện tích còn lại thì sẽ đầu tư hạ tầng, và chủ trương thì cũng ưu tiên bố trí cho các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong nội đô thành phố di dời về đây. Còn về phân quỹ đất còn lại, sau khi ưu tiên bố trí bên chỗ các cơ sở mà sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường về đây rồi thì dành lại cho các cái dự án đầu tư mà phù hợp với theo quy hoạch ngành nghề tại vùng. Với việc đã thành lập 10 trên 12 cụm công nghiệp quy hoạch, cho thấy công tác triển khai thực hiện phát triển cụm công nghiệp của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan. Đến năm 2020, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê gần 120 hectare, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động khoảng 68%. Có 130 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 1.497 tỷ đồng, tăng 34 dự án so với năm 2015. Trong đó, 100 dự án của 91 doanh nghiệp cơ sở đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng số lao động đang làm việc tại các cụm công nghiệp khoảng 8.270 lao động, tăng 28% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đạt khoảng 4,5 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, việc thu hút nhà đầu tư thực hiện xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chưa hấp dẫn các nhà đầu tư. Việc di dời cơ sở sản xuất xen lẫn trong khu dân cư vào cụm công nghiệp gặp khó khăn. Do đó, hạ tầng của các cụm công nghiệp chủ yếu được đầu tư bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương. Mặc dù nhu cầu vốn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp rất lớn, khoảng 1.667 tỷ đồng, tuy nhiên đến năm 2020 chỉ mới có 6 cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng với tổng kinh phí đã thực hiện mới đạt khoảng 148 tỷ đồng. Và chủ yếu thực hiện các hạng mục như thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư đường giao thông nội bộ, cấp điện, hệ thống thoát nước và sang nền. Điều này cho thấy thực trạng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn vẫn còn ở quy mô quá nhỏ, năng lực tài chính hạn chế dẫn đến khó khăn trong thu hút nhà đầu tư bên ngoài. Trong cái quá trình triển khai á thì đây là một vấn đề trong cái dự đoán trong cái phát triển ở một số địa phương thì vấn đề nó còn bất cập. Ví dụ như các cụm công nghiệp An Gia ở Cổ Điền thì trong những năm đầu của năm 2000 thì trong quá trình hướng thì khu vực này là đất phát triển các cái loại hình công nghiệp dịch vụ. Tuy nhiên thì trong các cái điều chỉnh về phát triển kinh tế xã hội thì khu vực này hiện nay đang là một khu dân cư. Do đó mà trong cái quá trình chỉ đạo theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh thì sở đang triển khai để mà xây dựng cái đề án phát triển cụm công nghiệp đến năm 2030, tầm 2045. Để tạo được lực hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp trong giai đoạn mới, tỉnh đang thực hiện đề án năm 2021-2030. Để tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp khi đến với các cụm công nghiệp trên địa bàn, tỉnh cũng đang xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030 phục vụ cho đề án phát triển chiến lược phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2050. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn, chiến lược phát triển ngành công nghệ thông tin. Đề án này thực hiện để khắc phục những hạn chế yếu kém trong giai đoạn 2016-2020. Quan điểm của tỉnh trong thực hiện giai đoạn mới 2021-2030, phát triển cụm công nghiệp phải phù hợp với phương án phát triển cụm công nghiệp, định hướng phát triển kinh tế xã hội, phương án phát triển công nghiệp, phát triển làng nghề truyền thống, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương,
có sự kết nối với mục tiêu phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại. Bên cạnh việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn thì rất cần có một chiến lược dài hơi để tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng lớn có tiềm lực đầu tư vào các cụm công nghiệp, nhất là hệ thống điện đường, xử lý nước thải. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải cần nguồn vốn lớn thì có thể đầu tư dần từng bước để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường cụm công nghiệp về sau. Tỉnh cũng cần hỗ trợ các nhà đầu tư trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có trình độ tay nghề, có chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc. Đồng thời xử lý nghiêm khắc với những hộ sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư, yêu cầu những cơ sở này di chuyển tập trung về cụm công nghiệp. Địa phương cần có chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn chuyển vào sản xuất tập trung tại cụm công nghiệp.